Vâng, xin chào các bác, đối với Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe road bike, dòng xe đua đến từ thương hiệu Merida. Và lần này ông về một chiếc dòng Merida model Reader 902 với tông màu chủ đạo là tông màu thẳng xanh, dành cho bác ưa thích cái tông màu sáng đó nhé. Và bây giờ xin mời các bác tiếp chiếc xe. Vâng, trong cùng mình mặc đây là cái mẫu Merida, một trong những thương hiệu rất là hấp chạy trên thị trường châu Á nhé. Và lần này em bé một chiếc model của xe là model Reader 902, chiều ngang khung rất là trường xe, dành cho bác ưa thích những dòng xe đạp xe đua mà khung ngang giống như dòng xe tuning nữa nhé. Với tông màu chủ đạo tông màu trắng điểm chỉ xanh trên khung xe. Model là model Reader 902. Có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái mẫu model của xe. Và mã QR code chính hãng của xe nhé. Xe đến từ thương hiệu Merida.com.cn. Thị trường châu Á sử dụng rất là nhiều. Dành cho bác ưa thích những tông màu sáng, xe rất là trường xe. Bác là hỏi em về những dòng xe đua mà khung trên được thiết kế theo khung ngang nhé, dòng giống dòng xe touring, những dòng trường xe. Đấy, tông màu rất là đẹp, tông màu trắng xanh. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Thule. Bên tầng lip, bên phải là trang bị với bên tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano Thule. Cổ cốt ti đông chính hãng của Merida. Cái bản cho xe bộ tầng của Merida là hình ngọn núi. Bên trước cùng xe dùng với bộ phanh đa mạch, càng chính hãng của Merida. Lốp chính hãng của Merida Reader nhé. Lốp của Merida Reader. Vành nhôm bản 5 phân. Kích thước lốp 700x23C. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Mã số khung xe có dán trên em khung nữa. Và trên size trên xe sử dụng chữ Sento Tutop Frame size 50. Size 50 khung. Xe mà cũng được đủ chưa đâu chưa qua đâu. Còn yên nhôm, yên chính hãng của Merida các bạn theo xe. Xe trang bị với đạp đĩa Shimano Thule. Hai tầng đĩa, củ đề sau là củ đề Shimano Thule, trang bị với 7 tầng lip, vành nhôm của Merida Reader, vành bản to. Và bây giờ có đúng khung xe là size 50, chiều cao ngang khung là size 52, chưa các bác cần nhắc 65 đổ lên đi vừa nhé. Lên lip rồi. Xuống lip. Bên phải em một đùi đĩa 2 tầng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Bánh ngoài rất là bon. Sơn chi mập màu nhé. Vành bản to, vành bản 5 phân. Nhãn của Merida Reader. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua Merida Reader 902. Và xe giá tốt với em là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có bác là có liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube thì Kiên Xe Đạp.
đến đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại chị ngày mai.